Các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt góc xào chỉ thịt cao rồi các bạn. Thì trước tiên mình sẽ quay cho các bạn đây cái góc này, mà góc này hai cái này vô này mình gọi là góc lõm ha. Và đây là cái cột nè các bạn, thì nó hai cạnh này nó nhú ra, đây nhú ra mình sẽ gọi là cái góc lồi ha. Đây góc lõm, đây góc lồi và đây góc lõm ha. Đó, mình sẽ dạy hướng dẫn cho các bạn cách cách gấp lõm này trước nha. Thì trước tiên mình không cần biết cái chỉ lớn hay nhỏ, tùy chỉ lớn nhỏ gì cũng được, hay mình không cần biết ha, mình cứ đặt cầm cái chỉ đặt lên trên, đặt lên trên như vậy rồi mình điều chỉnh lên xuống ha, lên xuống. Khi nào mà mình thấy cái cạnh trên này các bạn, cái cấp trên này nó vuông góc với cái trần, và cái cạnh dưới này nè, cái cạnh dưới nó vuông góc với cái tường. Rồi các bạn dừng dừng lại ngay đó ha, dừng lại ngay đó, rồi các bạn sẽ lấy mực ở trên và mực dưới, mình sẽ lấy dấu trên đây và lấy dấu ở dưới đây nha. Mình sẽ lấy mực trên này và mực dưới đây nha các bạn. Đó, đây mực trên mực dưới ha, và bắt đầu mình đo. Thì cái này là cái mực dưới là vô tường là 7 phân ha, mực dưới vô tường 7 phân thì mình sẽ đi lấy. Mình đi lấy cái mực 7 phân đều hết xung quanh phòng hết ha. Cứ đo xuống 7 phân lấy đều xung quanh phòng, bởi xuống nữa mình gắn cái chỉ cho nó không chạy lên chạy xuống. Và mình đo, bắt đầu mình đo cái phần ở trên trần ra bao nhiêu. Đây là mình đo đã được 6 phân rưỡi ha. Thì tùy theo chỉ lớn nhỏ các bạn cứ đo ha. Từ trong tường ăn ra trần là 6 phân rưỡi. Thì các bạn lấy cái dấu 6 phân rưỡi đó rồi các bạn đem xuống cắt. Đây nè các bạn, thì nếu mình gắn như vậy, để như vậy mình gắn á, thì cái đụng vô cái cạnh này đụng thì được, nhưng mà cạnh này sẽ dư ha. Cho nên mình sẽ đo từ đây trong góc cạnh này ra 6 phân rưỡi là ngay đây. Mình sẽ cắt xéo xuống dưới cái cạnh dưới đây. Cắt xéo vậy nó sẽ ra cái góc bên đây nè các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng nè. Đó, thì mình cắt cái chỉ này nó sẽ ăn ở đây ha. Xéo ở đây không ạ. Rồi mình sẽ cắt đi. Đây các bạn, đây là cái chỉ của mình nè, đây cạnh trên ha, trên trần đây, cạnh dưới tường thì mình sẽ đo. Đo là 6 phân rưỡi, mình đã lấy mực 6 phân rưỡi rồi nha. 6 phân rưỡi mình lấy dấu ở đây. Thì đây là cắt góc lõm, thì mình sẽ để cái cưa nghiêng vô trong cái chỉ nha các bạn. Mình lấy đầu cưa từ đây và mình chấm xuống dưới cạnh dưới đây. Mình cắt. Nhưng mà mình sẽ cưa, nghiêng cưa 45 độ về về trong phần chỉ lấy. Cái cưa sẽ nghiêng trong phần chỉ mình sử dụng nè, còn cái phần này thì bỏ nè. Rồi mình sẽ cắt nha. Đây các bạn, mình nghiêng cưa nè. Nghiêng cưa thì nó sẽ tạo thành một đường thẳng này ha. Còn nếu các bạn đứng cái cưa thì cái bụng nó sẽ bị lõm ha. Rồi xong mình đã cắt góc 6 phân rưỡi xong, các bạn mình đặt lên đây ha. Đó thì các bạn sẽ thấy nó ăn xéo ở đây nha. Rồi bây giờ mà mình gắn nha các bạn. Mình dùng cái máy khoan này ha, mình khoét lỗ. Mình quấy một thành tròn vậy nè, để cho cái lỗ này sẽ bự hơn cái đầu vít nha các bạn. Mình sẽ dùng cái con vít này mình bắn vô, và cái đầu vít này nó nhỏ hơn lỗ này, nó sẽ nằm lọt ở trong đây để chút mình che cái con vít kia nha. Mình sẽ bắn thử lên cho các bạn xem. Mình canh theo cái đường mực của nó nha. Đây có đường mực. Nãy mình đã lấy 7 phân rưỡi đó. Trên nhiều dưới này. Bắn vô nha các bạn. Đây các bạn, con vít nó đã lọt vô trong đây rồi, khi chút nữa mình đắp bột qua nó sẽ không còn thấy cái đầu vít nữa nha. Và cái bên đây, mặt bên đây tương tự vậy, các bạn cũng cắt 6 phân vô như vậy. Mình đưa vô đây. Thì mình đã có cắt sẵn đây một miếng rồi các bạn. Các bạn đưa vô thôi. Đó. Là sẽ thành một cái góc này, là được góc lõm nha các bạn. Giờ là sẽ ra một cái góc lõm rồi đó. Giờ mình đã hoàn thành cái góc lõm rồi nha các bạn. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái góc lồi này ra ha. Cái góc lồi này thì giống như đây.
các bạn đặt vô thì mình đã lấy mực bên đây thì cái đặt vô ngay đây thôi. Đây các bạn thấy nè, nó đây, ở đây nó sẽ chiếu thẳng lên trên đây đúng không? Thì bây giờ các bạn chiếu thẳng đây, từ đây các bạn sẽ đo bằng này, bằng đây, từ đây bạn sẽ đo ra 6,5 giống như mình cắt cái góc này ha. Hôm nãy là nó lõm vô thì cái này lộ ra, thì mình đo sẽ đo ngang ở đây là 6,5, 6,5 nằm ở đây thì mình sẽ cắt xéo xuống đây nha các bạn. Cắt xéo xuống như vậy là sẽ ra góc lò nha các bạn. Nó sẽ nằm như vậy các bạn. Đó. Các bạn cắt xéo như vậy nha, rồi mình sẽ cắt cho các bạn coi nha. Cái các bạn cắt góc lõm á, cái góc lõm á thì các bạn cắt nghiêng gươm lên, mình cắt bỏ cái phần ở trên, cạnh trên. Lấy vô bỏ cái phần này, còn như mình cắt góc lò thì mình sẽ bỏ phần dưới này nha các bạn. Rồi mình lấy cái trên này, cái chạnh u ra nè, mình sẽ bỏ phần dưới này. Thì hôm nãy của mình đo là 6,5, thì mình sẽ đo cạnh dưới là 6,5 nha. Rồi đây là 6,5, mình lấy dấu một cái ngay đây, và mình sẽ nối từ điểm này, từ điểm này cho lên tới cái đỉnh trên đây. Mình sẽ đặt cái cưa đây, mình cưa. Thì hôm nãy mình cắt góc lõm, mình nghiêng về cái phần chỉ lấy, thì bây giờ mình cắt góc lồi thì sẽ ngược lại nha các bạn. Rồi mình sẽ nghiêng ra cái phần chỉ bỏ. Các bạn cứ nhớ là đối xứng vậy đó, là cũng nghiêng khoảng 45 độ, và mình nghiêng cái cưa ra và cái phần chỉ bỏ đó, cái góc lồi nha. Giờ mình sẽ cắt cho các bạn coi nha. Đây mình sẽ được một cái cạnh thẳng đứng này nha các bạn. Còn giả sử các bạn không nghiêng cưa, để mình thử cho các bạn coi. Đúng rồi. Vậy là không nghiêng cưa hả? Ừ. Mình sẽ cắt thử cho các bạn coi cái mà các bạn không nghiêng cưa ha. Đây, cái cưa đó các bạn không nghiêng. Các bạn để như vậy, các bạn cắt xuống. Xuống như này, hai cái đưa vô sẽ nó sẽ bị cấn nha các bạn. Nó sẽ không được vuông góc nè. Hai cái chỉ này phải vuông góc với nhau. Cho nên các bạn phải nghiêng cưa. Cái đó đúng rồi. Các bạn không nghiêng cưa thì cái này nó sẽ được u ra nè. Cái lưng nó sẽ u ra là nó sẽ cấn cái lưng. Còn mình nghiêng thì cái lưng nó mỏng vô. Đây các bạn. Tạo thành một cái góc vuông ha. Đây các bạn, miếng này mình đã cắt là một cái góc lõm ha, và đây một cái góc lồi. Giờ mình sẽ gắn tiếp, nối tiếp như này cho các bạn xem. Nhớ là con vít này nó lõm vô trong nha các bạn, khi mình lắp bột nó không có lú vít nha. Rồi còn miếng này nó nằm bên đây, thì hôm nãy mình cũng đã cắt cho các bạn 6,5 lồi ra rồi ha. Giờ mình sẽ đặt lên đây gắn vô cho các bạn coi. Đó. Mấy máy lỗ vít cho nó rộng ra xíu nha, mấy lỗ này cho rộng ra xíu để nó lút vít nha. Rồi như vậy mình đã hoàn thành cái góc lò rồi nha các bạn. Đây góc lồi, vào đây là góc lõm ha. Rồi còn những cái này mình sẽ dùng bột để mình xử lý nha các bạn. Những cái lô dít với những cái này, kẽ này, kẽ trên nè, kẽ dưới nè, và những cái mới nói những cái góc mình sẽ dùng bột xử lý. Thì cái bột xử lý là mình sẽ dùng bột thạch cao, mình chọn với bột chét tường của sân nước á. Thì bột thạch cao thì một phần, thì bột chét tường nó khoảng 5-6 phần, tỷ lệ mình pha vô rồi mình chọn đều lên, rồi mình quậy vô nước, mình đắp vô đây ha. Đây các bạn, mình đã hướng dẫn cho các bạn cắt một cái góc
một cái góc lõm nè ha, và đây một cái góc lồi, và hướng dẫn các bạn bắn vít luôn. Các bạn khi bắn vít thì các bạn nhớ đừng có bắn lên trên những cái mép bìa này nha. Còn mình thấy có nhiều bạn đóng ra phong hay bắn vô cái mép bìa này, nó rất là mỏng và thạch cao nó rất là dễ bể. Các bạn bắn vô đây nó sẽ bị bể, và nó mỏng thì các bạn không có khoét lỗ được, nó sẽ lòi cái đầu con vít ra thì mình không có bích được cái đầu con vít, nó sẽ rất là xấu. Cho nên là các bạn khoét ở dưới, ở dưới những cái lòng máng này nè, mà mình lựa chỗ nào dày dày á, rồi mình khoét cái lỗ, rồi mình sẽ khoét nó sâu xíu cho con vít này, là cái đầu vít nó lúc vô trong cái chỉ nha các bạn, để khi mình chám một lớp bột phủ qua như vậy nó sẽ không còn nhìn thấy con vít mới đẹp được. Có thấy có nhiều bạn hay bắn con vít ở cái mép mí này nè, thì các bạn nên sửa lại nha. Cái này mình bắn vô đây nó sẽ bẻ cái cạnh này ra, nó không còn cứng nữa, rồi nó sẽ lú con vít vì nó mỏng quá, nó không có che được con vít. Mà khi các bạn bắn, có nhiều bạn để nguyên cái chỉ như vậy bắn thẳng con vít lên luôn thì nó sẽ bị bể chỉ và nó sẽ lú con vít, lú con vít ra, nó không có lắp được con vít, nó xấu lắm các bạn. Mình trước khi bắn rồi mình phải khoét một cái lỗ trước, mình lấy dao hoặc là lấy cái đầu khoan á, mình khoét một lỗ, cái lỗ bự hơn cái con vít này chút xíu, thì mình bắn con vít lên, lắp lên rồi mình mới chám một vít qua. Rồi mình nếu mà làm kỹ là mọi người nhìn vô sẽ không bao giờ thấy được cái lỗ vít của mình luôn á. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn các góc lõm và góc lồi ha. Đây là góc lõm nha các bạn, đây là góc lồi. Thì các bạn nhớ xem clip mình chậm chậm, mà mình hướng dẫn từng cái một rồi đó, các bạn cứ xem kỹ rồi các bạn sẽ làm được thôi. Lúc đầu mình cắt có thể nó không được khít lắm các bạn, thì mình cắt tay, cắt thủ công mà, thì nó cũng không sao, mình cứ từ từ mình sẽ quen rồi mình cắt sẽ được chuẩn thôi. Với lại thạch cao nó cũng tương đối dễ, các bạn có cắt hở chút xíu thì mình có thể lấy bột mình chám lại rồi mình gọt ra, nó cũng dễ thôi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi những cái này mình đã thi công xong rồi nha các bạn. Đây là cái góc lồi nè, rồi đến cái góc lõm và một cái góc lồi. Thì sau khi mình đã xử lý qua bột rồi các bạn, mình đắp bột và mình gọt ra rồi nó sẽ hoàn thiện như vậy. Đây các bạn. Đây là sản phẩm nó hoàn thành rồi nha các bạn. Đây các bạn. Rồi các bạn xem clip nó thấy hay thì hữu ích thì cho mình một like, một đăng ký ủng hộ mình, chơi mình nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ liên hệ mình sẽ hướng dẫn các bạn cho. Mình sẽ chỉ cho các bạn kỹ thuật. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi clip mình nha. Chào tạm biệt các bạn nha.